Rồi chị xin chào mời cô bác anh chị em các bạn ha. Đang vừa chạy vô cái sông chuẩn bị đi kiếm bãi thì thấy chỗ này nôn quá, chạy xuống chưa kịp coi nó nguy hiểm luôn. Đây nè mọi người, Trường chạy ngang cái Trường thấy có con cá bự nó lộn nha. Phải cá chốt không thì Trường bỏ luôn rồi. Mà thấy con cá bự nó lộn lộn nãy. Cho nên dục một cần đánh ở đây chơi nha. Rồi mọi người ơi, để Trường trộn hai bịch mồi lại với nhau rồi mình quăng câu luôn nha. Thì gọn cá ăn nha mọi người. Đó. Ồ giống như vô đá mục hay gì hết ơi. Rồi. Ốc kiếm gì là vô đếm không mọi người. Về lại cái khu Bích Lục Bình này nha. Trường chơi cái bài này nữa chứ đằng kia nó ục mà vô đếm không à. Ngâm nó cũng không rẻ không ăn luôn. Này thì quýnh một cần dài một cần ngắn nha. Thì dạng thả lỗ đó. Rồi thả lỗ cũng chua chát lắm nha. Rồi nói chứ Trường còn ai có cá bự nó ăn nha mọi người. Đóng cá bự lấy cảm giác rồi cho đã. Mọi người ơi đây ha, chắc ăn một điều là Trường những con bọ dưới nước là chắc ăn Trường không mớm nha. Nè mới thò tay xuống bắt chút xíu như nè mọi người. Nè, dưới mé này bây giờ một đống luôn. Đó. Nè nè, mọi người nhìn nè. Ở đây ốc nó bự bự gì không nè mọi người. Nè đây Trường bắt mọi người coi nè, nó. Toàn là khủng khủng gì không nè. Nhiều cái lắm nhiều luôn. Rồi. Để Trường đặt máy quay chỗ câu đi ha. Rồi mình đi bắt ốc nha mọi người. Tại này mới quăng nè, nó cũng chưa ăn liền đâu. Có thu hoạch nha mọi người. Đi xíu nhiêu nè. Ốc bự luôn à. Bắt nãy giờ không được 10 phút nữa mọi người. Gần 2 ký ốc luôn. Không mớm nha. Làm đột đột làm gì làm chứ nay giờ không mớm nha. Gần 2 ký ốc. Bự bự không? Ngon ngon. Đây. Ngồi nó dặn chút cái đầu thu hoạch được nhiêu nè mọi người. Ốc quá trời nhiều luôn. Đánh lồng miếng đánh nha.
ăn kìa. Mới ăn hả? Ừ. Rừng này đúng không? Rừng đen đúng không? Ừ. Mới đem tính tim luôn. Rồi đó, rồi đó. Quất kìa nó coi, làm rung vậy? Đây có tín hiệu nha mọi người. Mừng nha, mừng nha. Rồi rồi không dính nào mọi người ơi. Bên thẳng cừng luôn vậy. Đau rồi mọi người. Nghỉ ăn chỗ này luôn không chừng nữa rồi. Quýt cần tay vậy. Rồi còn không dính không? Dính. Rồi vụt nữa rồi. Vụt thêm cái này nữa rồi. Nói chuyện tính trang thả cần tay đó mà không được mọi người, chừng thả cần tay ngay đây nè. Nó lôi một cái mà quýu cái lọt xuống luôn, giật cũng không dính luôn. Bên đó thì nó ban cần luôn. Wow. Thua. Sao mà ăn kiểu cái bốc luôn vậy trời. Sao còn mỗi thính hả? Trời trời nó táp hết phần nửa luôn. Thôi mọi người. Nghe không, nghe không? Nghe cái bốc không? Thôi thua rồi. Thông báo với mọi người là trường lụm Hugo 3kg nha mọi người. Hugo này được 3kg nha. Đây, đồ tụt. Đây. Nè, Hugo 3kg nha. Đi câu cá cha mà giờ thành bắt ốc luôn là mọi người hiểu là như thế nào rồi đó. Nó chết tức lắm nha.
Nãy ăn hai ba cái mà mạnh không mà đóng không dính là buồn, dữ lắm buồn luôn. Đó. Tính ra này về đây là mồi này còn ngon hơn cá cha nữa nha. Dữ lắm ngon luôn đó. Ê, ăn vô cho mọi người. Lên luôn. Chiếc luôn. Còn không? Rút mạnh luôn cái ơi. Hôm nay mình đi bắt ốc mà nó dính cá rồi ta, xui quá à.